Xin chào anh em nhé. Đây mình lại lắp cái bộ Bluetooth Việt, bộ kèm cửa cho con xe SU 5 tạ. Con này nó không có ấy đâu, không có chuột. Đố là phải đổ lại cái chuột cửa này. Cho nó mưa gió nó đỡ khổ. Công tắc có kém làm nào hay là tháo ra vị trí cái chế độ 2 đấy thì em bắt xong em đập đập tí lại chạy kiểu còn chế độ 3 thì không được. Để cái loại này nó không có chuột mình phải chế vào đây. Bấm là chuột nó nhảy lên để xuống như khóa cái chốt này là khóa xe này. Đây là đang đấu xi nhan, tìm hai cái đường xi nhan của nó đấu vào. Xanh vàng, xanh vàng đâu, vàng xanh đâu. Hai bên sửa, hai bên sửa mình đều phải lấy cái chuột này vào nhá. Mấy cái dòng xe su này nó không có chuột cửa sẵn đâu, bắt buộc phải chế lại chuột cửa này vào. Đây đã lắp xong rồi nhá. Khóa mở, mở này, khóa này. Con này nó có cả cái tín hiệu. Tín hiệu cái đèn nó rất hay. Khi khóa là bắt đầu nó nháy. Nhưng khi mình mở là nó không nháy đâu nhé. Mở không nháy. Mở là cái đèn nó rất nháy. Khóa nó nháy. Đấy, cái này là khi mà anh em nắp cái này vào là rời mưa nó rất là tiện. Trong nhà mình khiển bắt mình mở cửa nó ra, mình mở cửa mình nhớ rồi bấm khóa mình chốt vào, hoặc là mình mở ra là mình từ trong xe mình ra mình mở cửa phát là nhảy lên luôn, mình đỡ phải cắm chìa ngoáy ngoáy